Chúng tôi được xem hình của hai vợ chồng ông Dũng Lò Vôi rất nhiều. Và hồi đó thì Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng như nhóm anh em trong Bộ Ngoại giao cũng đã sắp xếp cho chúng tôi để phỏng vấn, nhưng mà rất tiếc rằng là không có cơ hội. Tại vì những cái thời biểu của lịch trình làm việc của ông Dũng không có hợp với lại cái thời giờ của KBC hải ngoại. Nhưng mà tuy nhiên ngày hôm nay, vâng, chào Dược sĩ Nguyễn Nhu, chúng tôi đi vào trong khu này để làm những cái công việc giới thiệu một cái địa điểm rất là tâm linh. Ông đã một nhà tỷ phú Việt Nam, ông đã hy sinh bỏ ra làm cái, có rất nhiều lời ong tiếng ve nói rằng ông này khoe. Nhưng mà tôi hỏi rằng ông, dù ông có khoe đi nữa đi đó, thì cũng là cái khoe đáng dễ thương, còn hơn là những người mà nó không có cái gì hết mà chuyên môn thổi phồng lên. Khoe những việc làm được. Những cái điều mà ông đó làm như vậy đó là nó nói lên cái tâm linh. Trong đó có chúng tôi nghe nói rằng có rất nhiều tượng Phật này, những cái này kia. À, thì cái đó chuyện nhưng mà người ta tin tưởng rằng một cái tôn giáo, người ta tin rằng Đức Phật là những cái mang những cái sự hạnh phúc và những may mắn thì người ta thờ. Người ta bỏ tiền ra, thay vì người ta làm những cái khu này, ông có để tiền ông đi du lịch. Đây là một cái khách sạn Đại Nam. Đấy. Ông có làm những cái dịch vụ như thế này. Cũng giống như những người mà không bao giờ đóng góp một đồng bạc nào vào trong những cái tổ chức, nhưng mà lúc nào cũng miệng nói nhân đạo, nhân đạo. Rồi khi mà tổ chức từ thiện ra đó thì lại bỏ tiền, lấy tiền bỏ vào túi. Rất tiếc rằng ông có một thời gian bây giờ ông đã bỏ cái khu này, bỏ trống khu này, làm cho nó trở thành gần như là hoang phế. Chưa chưa quy hoạch à, chưa chưa có xây dựng xong. Vũ Tuấn Phúc, chú Hùng ơi ơi lên rồi nhưng mà thấy mà ghê quá là nha, đi xuống. Đây là Đại Nam Hotel, bên kia có một Đại Nam Hotel, bên này cũng một Đại Nam Hotel. Thưa quý khán giả, đây là một cái sự công trình rất đáng kính nể. À, xin một lời chào vợ chồng Dũng Lò Vôi. Mình không có nhân duyên để gặp nhau. Đây là quầy bán vé. Đây khu vực Đại Nam. Nó cũng là một cái khu vực giải trí, và ngày xưa thì rất đông người, bây giờ thì có lẽ là nó không có gì mới lạ, thành ra không bà con rất là đẹp. Thưa quý khán giả, đây là Quốc Tổ Hùng Vương, là cảnh thần tiên tình vạn thủy. Đại Nam Quốc Tổ Hùng Vương, tại sao là quốc tổ nghe không? Quốc tổ là cảnh ỷ thiên sứ. Ở đây có những cái chiếc xe kiểu ở đây Disneyland ở bên Mỹ, ông nó mang về đây. Rất đẹp thưa quý khán giả, phải rất đẹp. Có một lời khen cho ông vợ chồng Dũng Lò Vôi, rất là xứng đáng để vào trong này, thế mà ông lại vẫn cũng bị cái là chửi bới, một số người vẫn chửi bới. Bởi vậy cho mới cho biết rằng á, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê rộng, thấp chê lùn, béo chê béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn dơ ra. Cái vấn đề chúng tôi đang bị đánh phá, hoặc chúng tôi bây giờ lại tháo kính đen ra để cho mọi người nhìn mặt nè. Nhà báo hải ngoại, này, KBC hải ngoại đang livestream các cháu đó. Cháu cũng ở ngoài Bắc vào đấy. Ở ngoài Bắc vào hả? Đúng rồi, nghe giọng là biết rồi. Nhưng mà không phải là Bắc Kỳ đánh đá cá cày phải không? Không, chúng ta là hiền lành xinh Hiền lành nhá, là nhìn cái mặt là biết hiền rồi. Để đi vào đông không? Có bốn người nha. Thế đi một mình chứ không con cháu gì hết à? Đi chơi là phải đi du
À, đi chơi là đi một mình, không phải đi hai mình chứ. Thì không có những lúc này đi cả nhà không ạ? À? Còn những lúc này là cho mình ạ. Cho hỏi tại sao các chị có thể nhận ra nhà báo ạ? Một binh đoàn hùng mạnh. Vâng, chào các cháu nhà. Chúc đi vui vẻ nha. Năm chục ngàn rẻ, rẻ hơn ở bên Mỹ. Bên Mỹ là mua phí đậu xe là hết 20 đô la đậu xe ở đi ở Disneyland. Đây là khu trò chơi, những cái trò chơi này thì chắc cũng giống như là bên Mỹ thôi. Vâng, trà Thái gái Tuyên. Đấy. Cái này đua đi dùng thú, biển, kim điện, chiếc đường hồi, trò chơi, chuồng đua, 60 điểm này lần lượt sẽ đua đi, sẽ làm tốn tiền gì hết. Đó là xe điện bên khu ẩm thực. Nếu mình tham quan trưa nay á, thì mình cứ xác định ăn cơm trưa trong đây luôn. Xe điện chở nguyên dinh của mình đi chơi trước, chừng nào nó bụng chạy khu ẩm thực đang nè, sẵn sàng xe giải nữa, sẽ làm tốn tiền gì hết. Chỉ tốn tiền cơm trưa thôi. Ok. Bây giờ đây. Đều cho một chiếc xe đẹp. Dạ, là mình tham quan chưa, ý định cơm trưa đây luôn. Ăn cơm trưa đây luôn. Ăn cơm trưa luôn, đúng rồi. Không biết lát nữa có thể mua cho Kennedy cái gì đây. Và du khách ngoại quốc tới đây rất đông, quý vị thấy những chiếc xe. Và nhân tiện nói về xe đò đây, thưa quý khán giả. Xe này là của hãng Hyundai. À, ở Bình Dương em. Bữa nào về đây đi chơi cái này có lẽ đi một ngày không hết. Quá rộng và rất là đẹp. Chúng tôi chưa đi vào cái khu vực mà gọi là thờ tâm linh này. Cũng giống như là bên Mỹ đó, thì năm này năm con gà kỷ hậu. Đấy thì đằng trước làm 3 con gà. Năm tới là năm Mậu Tuất. Sẽ là con chó. Dạ. Mình qua Kim Điện, mình qua cổng Hồng Bàng, là tới Kim Điện tham quan xong mình quay đường lại đây gọi con xe con quay lại cổng qua điểm khác rồi. Đi vào trong Kim Điện này tự nhiên cái tâm hồn mình cảm thấy rằng thơ thái, thấy mình là tự nhiên tất cả những cái lo buồn, những cái bực tức trong người mình nó biến đi, nó tan biến. Đây là cái đầu rồng. Đây là một cây đầu rồng, đây là một cái hang. Đấy, biểu tượng cho, lẽ nhiên là những cái hang xây dựng sau này bằng xi măng. Đấy, biểu tượng cho đất nước của chúng ta, nó có rất nhiều hang. Và nhờ những cái hang này mà đã mang cái cuộc chiến thắng thần kỳ cho đất nước của chúng ta. Đây là 12 con giáp. Thần Hợi đứng sau cùng, thần Tuất là năm tới đấy. Thần Tuất trông mặt dữ quá giống cho sói nha. Tôi hy vọng rằng tôi không phải là cho sói. Nói về chó thì thưa quý khán giả, Tổng thống Bill Clinton tuổi Bính Tuất, Tổng thống George W. Bush là tuổi Bính Tuất, Tổng thống Donald Trump cũng là tuổi Bính Tuất, và nhà báo Nguyễn Phương Hùng cũng là tuổi Bính Tuất. Nhưng mà mình không làm Tổng thống, là 3 người làm Tổng thống. Đây là thần Ngọ, thần Tị. Vâng, nhất là đồng bào ngoài Bắc, lúc nãy đã có một nhóm anh chị em ngoài Bắc vào đây ở Thái Nguyên. Và trong này, đa số những người mà đi vào trong này thì là đa số là những người địa phương. Trong này có rất nhiều vần thơ để tặng tuổi gì đấy. Nhưng mà chúng tôi chắc không có thời giờ để đọc thơ. Đây là thần Tý. Nói tới thần Tý thì chúng tôi nhớ một cái câu chuyện. Có một ông quan rất là thanh liêm. Khi làm quan nó nhất định không có nhận tiền hối lộ. Thì khi mà ông về hưu đó, rất là nghèo. Thì năm đó lại là làm cái đại lễ cho gia đình. Và cái ngày trùng vào ngày sinh nhật của ông ấy, ông nói vợ, bà ơi, năm nay lễ sinh nhật của tôi đó là làm cho nó khiêm nhường,
Ở đây là Phật Di Lặc, thưa quý khán giả, rất nhiều người lộn Phật Di Lặc và ông Địa. Đâu phải mình quay đâu. Dạ vâng. Ông Phật Di Lặc và ông Địa hai người khác nhau. Phật Di Lặc lúc nào cũng cười và tôi rất thấy sung sướng, mình cái bụng mình cũng ngang ngang với bụng của Phật Di Lặc. Thì kể lại câu chuyện thì bà vợ nói thôi ông yên chí đi, bữa nào chúng tôi ít nhiều cũng phải tổ chức. Thì hôm đó bà tổ chức một cái buổi tiệc rất là linh đình. Ông cảm động quá, ông hỏi là tiền đâu bà lấy. Bà bảo hồi xưa nói thấu thật với ông, lúc sinh thời đây có người tới bảo hỏi ông tuổi gì. Tôi nói ông tuổi Tý, thành như người ta tặng cho một con chuột bằng vàng. Thì lúc đó ông mới bảo, giá mà lúc đó bà nói tôi chuột con trâu thì đỡ biết mấy. Vâng, Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, khu du lịch tâm linh đại, đại địa phương liên khai trí tuệ, Nam Thiên Hồng Nhật Chiếu Quang Minh, Văn Kinh Lặng Dỡ Phô Hằng Nguyệt, Hiến Điển Huy Hoàng Tỏ Đế Tinh. Những người mà làm ra những cái câu thơ này cũng phải là rất là hay, thưa quý thế ạ. 18 đền vườn tâm linh nguyện, niên niên quốc thái, nghìn tên họ góc điện thờ, cầu đại đại dân an. Đại Nam người Văn Hiến quốc tổ, tổ Hùng Vương Lạc Cảnh Ý Thiên Sơn, thần tiên tỉnh Vạn Thủy. Bây giờ chúng tôi đi vào chánh điện. Đây là đền thờ Phật Di Lặc. Ông có vẻ ông cuộc sống của hai vợ chồng Dũng Lò Vôi này chắc là hạnh phúc lắm, tại vì lúc nào thấy cũng Phật Di Lặc khắp nơi. Đây điện thờ Phật Di Lặc. Nghiêm cấm tổ chức lên đồng, lên cốt, bói toán dưới mọi hình thức trong khu du lịch Đại Nam. Nếu bị phát hiện sẽ bị mời ra khỏi khu du lịch hoặc chuyển cho công an xử lý. Rất hay, có quy luật đàng hoàng. Đây là hai con lân hai bên. Đây là những người chắc mình vô mình thỉnh quẻ lộc thử coi mình có may mắn không. Nghi thức tắm Phật. Đây là thỉnh quẻ lộc. Quý khách vui lòng không cống tiền. Đấy, quý vị nghe rõ nào, không nhận tiền. Quý khách vui lòng không cúng tiền. Cháu xin được cái gì? Xin thi đậu hả? Học giỏi hả? Nên là Phật Di Lặc. Đây là bác gái đang xem đấy bác. À, vâng. Thỉnh quẻ lộc giới doanh nhân. Kia thỉnh quẻ lộc bình thường mà. Đây là mình cứ thò tay vào trong đó mình lấy cái quẻ lộc. Chương là lấy cái chữ nhẫn. Con đã học được cái chữ tâm từ Thứ trưởng Vũ Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Sơn, và chữ nhẫn từ Trung tướng Nguyễn Hữu Ước. Một cái tâm nhẫn và tín. Đây là con học từ bên những nhà lãnh đạo của Việt nước, bên nhà nước Việt Nam. Nếu mà không có chữ tín này thì Việt Nam ta không đứng vững được 42 năm nay, và chắc chắn là còn đứng rất nhiều lâu. Nếu mà không quỳ lạy Đức Phật Di Lặc chưa chắc đã được cái lời cái này. Hôm nay rất búng với mọi người. Cái mùa đông ấy, nhà báo hay gặp những cái chữ gọi là tai ương. Thì bây giờ hiện tại mình đang ở trong mùa đông. Ngay cả chuyện gia đình cũng vậy. Nhưng mà cái chuyện đó, vợ chồng thông cảm nhau, giải quyết nhau được hay không, đó là cái chuyện gia đình. Và một lời trân trọng tới ca sĩ Lệ Hằng, là một người luôn luôn đứng đằng sau lưng chúng tôi. Nếu mà không có sự yểm trợ của ca sĩ Lệ Hằng, tôi không thể đi về Việt Nam được như thế này. Sau lưng sự thành công của người đàn ông luôn luôn có một người bóng dáng một người phụ nữ. Mà sau lưng sự thành công của người phụ nữ luôn luôn có một cái thằng đàn ông cả chớn. vì thằng đàn ông cà chớn này mà về bà vợ bà tức.
em sẽ cho anh thấy rằng cái tài của em như thế nào. Vâng, thưa quý khán giả, quý vị thấy rằng nhà báo rất là yêu đời, nhất là khi đi vào những cái cảnh này. Sao bác khỏe không bác? Dạ, cảm ơn. Dạ, đi có vẻ đẹp đó, hình như cái mũ này. Đây, cũng là người quen nữa. Đây là nhà báo cao chủ trang mạng cao bên trên Hải Ngoại. Nếu thường nếu mà bác, đây là nhà báo bây giờ đang làm công tác là đứng chiếc cầu để... Đây là nhà Phật Bà Quan Âm. Vâng, chúc bác sức khỏe nha. Vâng, thưa quý khán giả, đây là tượng Phật Bà Quan Âm. Bất cứ một cái, nếu mà quý vị là người Phật giáo mà trong bất cứ hoàn cảnh nào mà quý vị cảm thấy mình có bị sự nguy hiểm an ninh tới bản thân, đây là chú rắn mối, thì quý vị đọc cho chúng tôi Nam Mô Đại Từ Đại Bi Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát 3 lần thì quý vị sẽ được Ngài độ hộ. Và quý vị thấy rằng bên Đạo Phật có tượng Phật Bà Quan Âm để bên ngoài, và bên Công giáo sau này du nhập vào Việt Nam họ cũng bắt chiếc họ để tượng bà Maria ở cũng bên ngoài luôn. Tượng Chúa và tượng Phật thì bên ngoài. À, vâng đúng rồi, đây là chính điện. Đây là chính điện là nơi mà ông Dũng chủ là ông Dũng là vôi á. Dạ vâng. Dạ là cái người mà đã làm ra cái công trình này á. Dạ. Đại Nam này á. Dạ vâng, thật sự dạ, rằng á. Thường xuyên bà con, coi như ông rất là tâm linh. Dạ vâng đúng và rồi. Ông hay thường xuyên đưa bà con đến đây để mà dạ. Cúng bái. Bình Lê dạ. Lý Trần Anh Hoa Đất Việt, thần tiên thánh Phật linh khí trời Nam. Đấy, câu thơ rất là hay, những câu đối rất là hay, câu liễn rất là hay, thưa quý khán giả. Và chúng tôi nghĩ rằng vào khu Đại Nam á, thì quý vị chỉ cần đi cái khu vực tâm linh này là quý vị đã thấy rằng á, chúng ta được cái tinh thần chúng ta rất là thơ thới. Lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, lấy phúc đức làm của sẽ theo ta vạn đời. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng có phúc thì mặc sức mà hưởng. Còn những cái chuyện mà Đức Phật đi tu á, Đức Phật cũng bị những mỹ nữ đi ra để gọi là làm phân hóa cái sự tu hành của Ngài. Nhưng mà Ngài đã vượt qua được những cái điều đó. Đó là những cái thử thách trong cuộc sống mà chúng tôi nghĩ rằng những cái gì mà chúng tôi đang bị đánh phá ngày hôm nay cũng chỉ là những cái thử thách, những cái thử thách để bắt chúng tôi phải kiên trì đi qua được. Quý khách vui lòng mang vớ trước khi vào thăm quan điện, quý khách vui lòng bỏ vớ bao vớ ngoài giày dép trước khi vào đền. Phải mang cái vớ vào chân, vào chân này. Em mình có phải cổ giày không? Không, cỡ dài mình chùm luôn cỡ dài. À. Qua bên ghế ngồi đi. Dạ, qua bên ghế. Đây rất là hay, thưa quý khán giả, thay vì quý vị cởi giày ra thì rồi quý vị sẽ bị mất dép, thì bây giờ ở đây là quý vị được có một cái bọc rất là hay. Cảm ơn ông Dũng Lò Vôi nhá, Quỳnh Phi Dũng, tên của anh cũng hay đó. Tên của tôi mọi người ta gọi tôi là Nguyễn Phi Hùng, nhưng mà thật sự tôi là Nguyễn Phương Hùng, mà anh mới là Phi thật. Mà Phi là Phi Dũng nữa. Quý khách vui lòng không sờ vào hiện vật hoa văn trong đền Đại Nam. Có cả tiếng Việt. Trong này không được quay phim hả anh? Rồi chẳng. Vâng, thưa quý khán giả, bước chân vào trong này tự nhiên mình thấy rằng có một cái không khí rất là tâm linh. Tự nhiên tất cả những cái gì mà vướng bận của cuộc đời nó tan biến. Xin cảm ơn anh Huỳnh Phi Dũng, tức là ông Dũng Lò Vôi, đã bỏ tiền của ra để xây dựng một cái nơi
Mẹ Quan Âm Nam Hải, Ngô Vương Quyển, Mẹ Quan Âm, Phật Di Lạc. Anh Huỳnh Phi Dũng có lẽ rất là tin vào Phật Di Lạc. Vâng, thật Phật Di Lạc là người mang tới niềm vui, cũng giống như là ở bên Công giáo thì có ông Thánh Duy Xe hay mang tới cái phép lạ. Thờ những vị có công với dân, với nước qua các vương triều. Đây là thờ của các vua. Phật mẫu, dạ, chuẩn đề. Vâng. Đây là một người đang nói về vấn đề tâm linh thì ở Việt Nam chúng ta, thưa quý khán giả, người Việt Nam chúng ta rất tin vào tâm linh. Và đó là những cái mà nó tạo ra một cái lý tưởng để chúng ta sống. Con người mà không có tâm linh và không có lý tưởng thì không thể nào là con người đạt được những cái điều mà mình mong muốn được. Trăm nhà trăm họ nếp văn lang, bầu bí trăm năm một cội giàn, Đinh Lý Lê Trần Lê Diềng cốt nhục, Phan Phùng Ngô Quyền mối tâm cang, bậu nơi non thẳm cành mai trắng, ta trốn đồng tâm hạt lúa vàng. Hai chữ đồng bào vô lượng nghĩa, nghĩa đời, nghĩa đạo, nghĩa giang san, kính bút. Vâng, thưa quý khán giả, rất là đúng với hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ. Nếu mà chúng ta không, trong nước chúng ta không có đoàn kết mà được với nhau, thì đừng có nói chuyện mà hòa hợp với những người ở hải ngoại. Đức Thánh Trần, Đức Thánh Uy Linh, Đức Thánh Trần trời sai xuống thế cứu muôn dân, nhất gia phụ tử tròn trung dũng, thiên tài quân thần vẹn nghĩa nhân. Sát Đát Đại Vương hưng chánh đạo, Bình Nguyên tiểu tướng báo hoàng ân, Bạch Đằng một trận kinh hồn giặc, Tâm Tụng chân kinh phách hỏa thần, Huỳnh Uy Dũng. Vâng. Anh Dũng là một nhà tỷ phú tại Việt Nam và anh lại là một người chữ nghĩa văn chương rất là hay. Đây là hình của Đức Thánh Trần. Trên kia là Cửu Huyền Thất Tổ Bách Gia Trăm Họ. Hình Đức Thánh Trần này có bằng bên kia không chú? Dạ, vâng. Đấy, mẹ hiền Âu Cơ đỉnh thượng tọa, kha hoa khai dáng mẹ hiền, Âu Cơ chăm chứng nở nổi tiên, mẫu nghi dạng dỡ giữa người kim điện, thánh đức bao la rót ngọc tuyền, nhất bổn vạn thù sinh dáng hạ, vạn thù nhất bổn khéo quy nguyên, ngày nay con cháu dư chăm họ, hai chữ đồng bào thắm Đỗ Quyên. Hay có lại có nhắc tên Đỗ Quyên ở trong này. Vâng, thưa quý khán giả, chỉ tiếc rằng là tục truyền mẹ Âu Cơ sanh ra 100 trứng thì 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi, thành ra chúng ta suốt đời cứ không có đoàn kết với nhau. Chúng ta đã chia tay nhau ngay từ lúc mẹ Âu Cơ sanh ra được 100 trứng. Nghi thức tắm Phật này, và nghi thức tắm Phật. Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Vâng, thưa quý khán giả, một người đã bỏ cả ngai vàng để đi tu. Và trên chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang chúng tôi được biết là đời Lý và đời Trần tổng cộng lại là ngôi chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang 1.000 năm. 300 năm đời Trần và 700 năm đời Lý. Và hình cái tượng đài Lý Thái Tổ ở Hồ Hoàn Kiếm nói lên được tất cả. Bởi Đức Vua Trần Nhân Tông ở dưới, ngồi dưới cùng. Trên kia là Tổ Phụ Hùng Vương và trên Tổ Phụ là Đức Phật Thích Ca. Một ngũ hành sơn dựng Thái Hòa Hồng Tâm Thái Cực. Chỗ huyền ca từ trong sinh khắc sinh thành Phật cho nước non mình đẹp gấm hoa. Văn hóa quy nguyên đẹp nước nhà, hiến chương nhân nghĩa dạng đời ta. Văn kinh đạo lý phô hương sắc, hiến điển cương thường dệt gấm hoa. Văn dựng nền chân gìn xã tắc, hiến xây nết thiện giữ sơn hà. Văn phương hàng ngát chi lan thảo, hiến tặng quê hương chí dũng tà. Thì quý khán giả, chúng tôi rất là lúc mà ở bên kia đó, nghe về anh Huỳnh Uy Dũng và đọc những cái bài báo khen cũng như bài báo chê thì chúng tôi
không có cảm nhận nhiều. Nhưng mà khi mà chúng tôi tại nơi đây thì chúng tôi đã thấy rằng rất kính phục tinh thần của anh Dũng. Thủa dựng nước phất cờ văn hiến, 18 đời vinh hiển hùng vương, bàn tay lạc Việt khai sơn. Văn lang nước dựng kỷ cương đại hùng, tâm giải huyền cơ dựng đạo trường, linh vời diệu lý mở thiên cương. Tâm soi minh nguyệt tròn nhân ngã, linh nở phương liên vạn cát tường. Tâm cảnh thương hằng tình lạc Việt, linh đài chí dũng nghĩa hùng vương. Tâm 3000 cõi quy về một, linh tự chào mời khách thập phương. Điều ngự giác vua Trần Nhân Tông Việt Nam có Phật. Đức vua Trần điều ngự giác hoàng Phật hóa thân, chí lớn xuất gia thành chánh quả, nguyện sâu hộ quốc cứu muôn dân, lên ngôi thiên tử nếu gương thánh, đuổi giặc hung nô tỏ sức thần, xã tắc lưỡng hồi lão thạch mã, đời đời Âu Lạc nhớ long ân cẩn bút. Và đây là quốc tổ Hùng Vương. Kính dâng lên anh linh các vua hùng, 18 đời vua một chữ hùng, y như chiếc quạt phất thiên dung, biết bao huyền thoại ghi trong sử, ngần ấy tình thi khắc giữa lòng. Nùng lĩnh vạn niên minh kinh lý, nhị hà thiên cổ bích thiên trung, bánh dày bên bánh chưng cha mẹ, 18 đời vua một chữ hùng. Kính bút. Đại địa sơn hà thi lạc Việt, nam thiên thần thánh bút văn lang. Thưa quý khán giả, từ nãy giờ chúng tôi đi qua rất nhiều, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy lại vua Hùng, tự nhiên là nước mắt lại không thể kèm được. Cho long hoa thêm hội tụ bất chiến tự nhiên thành, dung thân vạn đại cõi Bình Dương. Vâng thưa, đây là đất Bình Dương. Chặng trình Nguyễn Bình Khiêm đã có lời bút phán dung thân vạn đại cõi Bình Dương. Và ngày hôm nay Bình Dương phải nói rằng hãnh diện đã trở thành một cái địa điểm tiêu biểu cho thành phố tương lai. Rồi cuối cùng đây là thần tài thổ địa. Quý vị thấy rằng đó, từ những cái tâm linh, từ những quốc tổ và cho tới chặng trình thì sau mới cuối cùng là thần tài thổ địa. Tận nhân lực chi thiên mệnh, con người ta giàu tại số sang tại phận, nhất đái hoành sơn miền phúc địa. Đây là cái câu thơ cùng với dung thân vạn đại cõi Bình Dương, kêu câu đối của cụ Nguyễn Bình Khiêm. Vì văn hóa đã hình thành bảo giang thiên tử xuất, Bình Dương vạn chúng điện giai xuân, thổ địa tứ thời hoa tự cẩm, lợi tự xuân trào đời vũ lai, tài nhu hiển nhập đằng vân khởi. Đây là tổ đức của thần tài thổ địa. Ngày hôm nay đệ tử Nguyễn Phương Hùng đứng tại nơi đây, con không xin cầu tài lợi cho gia đình và bản thân, con chỉ xin cầu thần tài thổ địa hãy phù hộ cho đất nước Việt Nam của chúng ta được muôn đời thạnh trị, an bình, dân chúng được hưởng lạc và đời sống kinh tế được phát huy. Đó là lời cầu nguyện của bản thân nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2017. Nào bôi bác ông Huỳnh Uy Dũng, chúng tôi xin quý vị hãy rút lại cái lời nói đó đi. Quý vị không xứng đáng bằng một cái bệ ở đây. Không xứng đáng bằng một cái bệ đựng cái chuông này. Ngày hôm nay một đứa con xa phương Nguyễn Phương Hùng có mặt nơi đây trong khu đại náo cầu hiến Đức Phật, cầu xin Đức Quốc Tổ
Quê hương ta đã biết bao nhiêu năm, 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, 20 năm chiến tranh Mỹ Ngụy và 20 năm bị cấm vận. Và chúng ta chỉ mới có 20 năm để phát triển đất nước, mà ngày hôm nay đất nước đã thay da đổi thịt. Vậy mà có những thế lực phản động trong nước, những thế lực phản động từ bên ngoài, quyết tâm để đánh phá đất nước Việt Nam chúng ta, không cho mọi người được sống thanh bình, hạnh phúc. Văn sắc đã kinh nguồn nhật nguyệt, hiến chương thêm đẹp nghĩa tiên rồng. Đây là hoa ưu đàm, Undumbara flower. Ý nghĩa của hoa ưu đàm, đây là không biết ngọc thật hay ngọc giả. Nên trong khoảng 3000 năm, một hoa ưu đàm nở suốt xưa sau. Mỗi lần hoa nở vô ưu là một lần có nhiệm màu đản sinh. Ngày 13 tháng 7 năm 2010, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Canh Dần, Đại Nam du lịch thần tiên hữu duyên thỉnh được hai viên xá lợi nguồn gốc từ Ấn Độ và được an vị trong tháp lưu ly này. Vâng, thưa quý khán giả, trong cái tháp lưu ly này có hai viên xá lợi, một viên ngọc thạch và màu xanh và một viên màu đỏ hồng ngọc. Câu này cũng là cái câu lúc nãy. Vâng. Đây là những hoa ưu đàm nở trên đá. Dạ vâng. Ưu đàm này còn gọi là hoa đá. Nó nở từ trong đá. Dạ. Dựa vào đâu mà anh cho đó là hoa ưu đàm, một loài hoa mà 3000 năm mới xuất hiện một lần. Hoa nở thì sẽ tàn, nhưng trước khi nở thì có nụ, mà đã gọi là hoa thì có lúc tàn. Nhưng đây là một loài hoa không nụ, nở tua thành chùm và mãi mãi sẽ không tàn. Và tôi khẳng định không có loại hoa nào được nở ra bằng đá, rất thiên nhiên, tự nhiên. Tôi nghĩ là hoa ưu đàm. Và tôi xin được giải nghĩa hai chữ ưu đàm. Ưu là gì, đàm là gì và ưu đàm là gì? Ưu là tối thượng, là vị trí cao nhất không sánh được. Đàm là tọa. Ưu đàm là một ngồi, một vị trí độc nhất vô nhị, tối thượng không gì so sánh, hàng ngang hàng được. Theo tôi nghĩ loài hoa này nở độc nhất vô nhị là loài hoa thạch ánh trắng nở trong hoa đá đen, là một loài hoa độc đáo hiếm có và chưa ai từng thấy, nên tôi tin chắc đó là hoa ưu đàm. Tôi cảm nhận hoa ưu đàm là nguồn sống tâm linh, nên trong kinh Long Hoa Chảy Hội do tôi viết cách đây 3 năm đã được nhà xuất bản Tôn Giáo phát hành năm 2012 có hai đoạn đề cập đến hoa ưu đàm. Đoạn thứ nhất: nên trong khoảng 3000 năm, một hoa ưu đàm nở suốt xưa sau, mỗi lần hoa nở vô ưu là mỗi lần có nhiệm màu đản sinh. Đoạn thứ hai: hoa ưu đàm nhất chân pháp giới, nụ vô sinh pháp lộ hội Long Hoa, từ cung đâu xuất nghìn xa, giáng sinh Di Lặc một tòa đương lai. Cả đời tôi chỉ có tin trời Phật. Tôi đã đi vào cõi mênh mông, cõi sắc sắc không không, và tôi nhận thấy nhiều điều kỳ diệu mà không giải thích được. Tôi cảm nhận được tất cả những gì mình cho đi và nhận được một sự bù trừ. Gieo nhân thì gặt quả, gieo gió thì gặt bão, gieo nhân cách thì gặp hậu quả. Tôi sống vui và hạnh phúc với cõi mênh mông, đó thật là thú vị và lôi cuốn. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tôi nhận được bao nhiêu là điều kỳ diệu. Niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là gia đình, vợ con và tập trung hết cho việc thờ tự ông bà, tổ tiên, cửu huyền, thất tổ. Những người đã có công đóng góp cho đất nước đối với tôi là điều hạnh phúc. Chỉ có những người trong cuộc mới biết điều kỳ diệu đó là gì. Để tạ ơn trời Phật vì Đại Nam đã có hoa ưu đàm và để mọi người được tham quan hoa ưu đàm, từ ngày mùng 5 tháng 5 Quý Tỵ
nhằm ngày 12 tháng 6 năm 2013. Đền thờ Đại Nam sẽ mở cửa miễn phí vĩnh viễn cho quý khách vào tham quan Huỳnh Uy Dũng ngày 29 tháng 2 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 9 tháng 4 năm 2013. Vâng, cảm ơn anh Huỳnh Uy Dũng. Đây là đền thờ các quý bảo Thủy Đức Thánh Phi, Hỏa Đức Thánh Phi, Thổ Đức Thánh Phi, Kim Đức Thánh Phi, Mộc Đức Thánh Phi. Đây là Kim Mộc Hủy Thủy Thỏa Thổ đấy. Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Phật Bà Địa Mẫu, Phật Mẫu Man Nương, Mẫu Liễu Hạnh, Linh Sơn Thánh Mẫu, Bà Chúa Sứ, Mẫu Thượng Thiên, Bà Chúa Ngọc. Thưa quý khán giả, nếu mà chúng tôi không đi vào khu Đại Nam ngày hôm nay, có lẽ chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ biết là Bà Chúa Sứ, Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Liễu Hạnh. Ngày hôm nay thì nhờ các cháu ở Bình Dương mà chúng tôi được vào thăm Đại Nam này, và chúng tôi lại được biết là chúng ta còn nhiều mẫu nữa, chứ không phải chỉ có mẫu Liễu Hạnh, mẫu Chúa Sứ và Chúa Ngọc. Thưa quý khán giả, mùi nhang trầm đã làm chúng tôi phải bị dị ứng. Và trên mái nhà, mái trên này, quý vị thấy rằng những đàn chim hạc. Chim hạc biểu tượng cho lạc Việt, và trên là cái hình trống đồng Việt Nam, rất là tâm linh. Xin ông bà Huỳnh Uy Dũng nhận nơi đây lời xin lỗi của KBC Hải Ngoại. Trước đây vì những đọc những cái bài viết không tốt về ông bà, chúng tôi đã có những cái chưa có những cái ý nghĩa tốt về, nhưng mà ngày hôm nay ở nơi đây chứng kiến tại tận mắt những cái hình ảnh của khu Đại Nam này, chúng tôi mới biết rằng cái sự hy sinh rất lớn lao của ông bà. Nơi để vỏ đã sử dụng. Hay quá. Cái này là có giá trị nhất, kể cả hơn, kể cả đền Hùng nữa. Đền Hùng nó mang ý nghĩa hay gọi là tổ. Còn đây nó mới cái ý nghĩa rất là tâm linh. Đây là hình chữ vạn trên đỉnh. Ngọn cờ Văn Lang Đại Nam du lịch thần tiên. Câu thơ Lục Bát Vấn Dài: quấn quýt nhau những bước hài rồng tiên, từ vua Hùng dựng nước lên, những bước rồng, những bước tiên bằng ngàn. Câu thơ Lục Bát lên đàng: những đinh lê lý, tinh thang dặm hồng, non liền biển, biển liền sông, vận yêu nước, vận cước thủy, chung vạn đời. Hà Nội ơi, Thăng Long ơi, Phú Xuân ơi, Sài Gòn ơi, chúng mình vận yêu, vận cước tâm tình, là Nam điệu Bắc, đinh ninh tiên rồng. Việt Nam xương sắt ra đồng, ngàn năm Bắc thuộc cũng không bao giờ, vẫn nguyên vẹn một bài thơ, vẫn thắm thiết một ngọn cờ Văn Lang cẩn bút Huỳnh Uy Dũng. Chắc mình qua bên kia nhỉ. Bên kia có những cái tượng của các vị Cảm ơn em nhé. Chương trình Trái Tim Hằng Hữu từ lời nguyện của chương trình Trái Tim Hằng Hữu từ lời nguyện của Trái Tim Hằng Hữu giúp bên thêm bền của bình yên cho những bé hầm hưu tử số mệnh hòa nhịp lạc Việt của ba miền. Kim điện một tòa nghìn thâm lịch sử, lời vàng của Đức Phật và Thánh Nhân: kẻ thù lớn nhất của đời ta chẳng là ai khác mà là ta thôi. Tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe dạng người thâm tâm. Tặng phẩm lớn nhất
phàm trần là tâm độ lượng, là tâm khoan hòa. Món, món nợ lớn nhất đời là mối tình suy ái khiến ta đọa đày. Nguy cơ lớn nhất đời này là tính tự đại, ta đây bậm hợm mình. Điều ngu xuẩn nhất nhân sinh là thói dối trá loanh quanh lọc lừa. Bi kịch lớn nhất ngàn xưa là lòng đố kỵ khóc thừa ranh ma. Lỗi lầm lớn nhất đời ta là tự đánh mất mình qua mộng trường. Tội lỗi lớn nhất luân thường là tội bất hiếu phụ ơn cao dày. Thảm cảnh lớn nhất xưa nay là lòng tự hạ ăn mày ăn xin. Điều đáng phục nhất cổ kim là ngã xuống lại đứng lên ngẩng đầu. Nỗi phá sản nhất địa cầu là niềm tuyệt vọng nhuốm sầu vô minh. Khiếm khuyết nhất của đời chúng sinh là thiếu trí tuệ vượt tình thế gian. Niềm an lạc nhất nhân hoàn là hạnh bố thí mở trang Phật thừa. Vâng, thưa quý khán giả, tất cả những cái câu này rất là thâm thía. Đây là cái bài của về mùa Vu Lan báo hiếu, bàn về đạo hiếu. À, chúng tôi sẽ lấy ở trong Google ra. Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Hoàng đăng đôi ngọn thắp sáng tương lai. Và quý vị thấy rằng những cái trần nhà kiến thiết rất là thẩm mỹ. Trời Thiên Trúc Từ Bi Thích Ca Văn Phật. Đất Văn Lang Oai Võ Điều Ngự Giác Hoàng. Kính dân Đức Phật Di Lạc. Long Lân Quy Phụng Người Nam Quốc. Cúc Trúc Mai Lan Thấm Việt Tình. Và những cái câu liễn ở trên này, thưa quý vị, rất là dân tộc mà rất là có ý nghĩa và dạy người. Những người nào mà đang đánh phá chúng tôi, hoặc những người nào vì chỉ vì một cái sự không đồng thuận với tư tưởng mà có những cái lời đánh phá, chúng tôi mong các bạn lên đây để các bạn nhìn thấy rằng những cái lời khuyên của ông Huỳnh Uy Dũng. Cõi Nam, cõi Đại Nam khai tuệ trung điển, chữ đồng đạo hợp người kim điện. Lời vàng của Đức Phật và Thánh Nhân. Hoa đẹp trăng tròn tỏ Đại Nam. Trần Hưng Đạo viết binh thư yếu lược. Không ngờ rằng ông Huỳnh Uy Dũng, ông lại có những cái tư tưởng, ông làm những cái bài thơ rất là hùng hồn và những cái câu liễn rất có ý nghĩa. Đất lành chim đậu đàn yến quy về, núi ngũ hành duyên trời nợ biển, ước trăm anh tuyết sương nghìn dặm nên đôi lứa, sinh tử trăm năm chẳng một mình. Đức cả từ nghiêm xây tổ bậu, tình sâu kháng lệ vệt dệt vần linh. Đất lành chim đậu người xưa nói, lạc cảnh phương Nam khóc để dành. Huỳnh Uy Dũng, 1 tháng 5 năm Mậu Tý. Và rất nhiều câu liễn được ở trên những cái vách đá này. Và có lẽ là những cái vách đá này là nuôi yến. Hả? Nuôi yến. Nuôi yến, nhưng mà họ đây là xây dựng ra chứ đâu phải là đó. Khi xây dựng ra thì yến nó về. À. Dạ. Cái này là đỉnh Ngũ Hành Sơn á chú, Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn ở ngoài chỗ mà ngoài Đà Nẵng á, Đà Nẵng gọi là Ngũ Hành Sơn. Dạ. Nhưng mà cái này xây xong rồi yến nó vâng, năm ngọn Ngũ Hành Sơn. Mình cứ đứng ở trên mình ngắm thôi chú ạ. Xuống đây là không có ngắm được, cái phía ở dưới thôi. Mình cứ đứng ở trên mình ngắm rồi đi xung quanh cái hành lang như này thôi. Rồi mình đứng đây mình quay cảnh. Mình đi vòng dưới này, ra bên kia. Thôi mình không cần. Mình coi cho nó có ấy thôi. Những cái bậc thăng cấp ở đây, thưa quý khán giả, nói chung ở Việt Nam nữa, thường thường rất cao và dốc. Và đối với những người mà lớn tuổi như chúng tôi thì đi rất là khó khăn. Con chim chỉ mới đi qua cái đuôi rất là đẹp.
Và quý vị thấy phong cảnh rất là sông núi hữu tình. Ở dưới này là nước, ở trên kia là núi. Ngũ đại hoành sơn thiên vượng vạn địa. Chúng tôi nghĩ là cái câu thơ đó không biết là chúng tôi đọc lại có đúng hay không. Vâng, đúng rồi, Henry Nguyễn, rất là hay. Phải cảm ơn cái Hải Nguyễn đã có cái ý tưởng đi nơi đây. Chúng tôi nghe những cái lời thuyết minh của ở nơi xa xa vọng lại. Vâng, thưa quý khán giả, đi vào những cái nơi này đó thì tự nhiên mình thấy cái tâm hồn của mình rất là thanh thản, phải nói như vậy. Đây là một cái cầu khỉ, nó gọi là cầu khỉ nhỏ, cầu khỉ baby. Nhất đái hoành sơn. Đây là tượng vua nào đây? Một trong những vị thần linh, vị tướng. Chúng tôi nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam nên về cái khu Đại Nam này để lấy những cái hình tượng ở đây ra làm những cái tượng Đức Thánh Trần hay là tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Cả một cái cộng đồng hải ngoại mà không bằng một ông Huỳnh Uy Dũng này thì làm sao quý vị đòi lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị. Hình như là đại đế Quang Trung này. Không thể để. Có lẽ là đây là biểu tượng cho một trong những cái vị, hay là nói chung là các vị anh hùng dân tộc. Mình ra lộn đường chứ mà mình đi ra đây mới ra đúng đường này. Đây, ok. Vừa thưa quý vị, rất là rộng rãi. Thì trong chúng tôi nghĩ rằng quý vị phải đi trở lại nơi đây nhiều lần thì quý vị mới đi hết được cái khu vực này. Hoành tráng và vĩ đại, vâng. Vâng, chúng tôi có nghe nói Henry Nguyễn ở trong dưới hầm nó có lịch sử Việt Nam. Thế nhưng mà có lẽ là chúng tôi không được, không có thì giờ không cho phép chúng tôi phải được đi hết khắp nơi. Chúng tôi chỉ đi một cách tổng quát thôi. Sẽ có một cơ hội chúng tôi sẽ trở lại và làm những phóng sự mà chúng tôi còn chưa làm hết. Ở đây là một cái phóng sự. Nếu mà chúng tôi biết trước khu này đó, chúng tôi dành một tháng ở Bình Dương này, nghĩa là tối về khách sạn ngủ, sáng giờ lại xách máy đi quay tiếp. Mỗi một ngày mình đi một khu, khu 1, khu 2, khu 3, khu 4, khu 5, và cho tới khi nào mình chấm dứt cái khu Đại Nam này. Vào cổng là gặp khu này đầu tiên, nhưng mà từ cổng vào tới đây là 3 cây số. Từ tổng vào đây này. Đây giống như là đây là giống hình Đức Trần Hưng Đạo đây. Và tất cả các tượng ở đây. Dạ vâng, đúng rồi. Mình đây mới đi có một gọi là khu thôi. Dạ, một khu thôi, đúng rồi. Nghe nói là mình đi xe hơi là mình phải đi bằng xe hơi chạy liên tục thì mình mới coi như là mình mới hết cái khu này. Còn bây giờ mình chỉ mới có một khu vực ở điện chính điện thôi. Vâng, đây là cái chính điện mà nơi mà chúng tôi muốn nhìn thấy cái tâm linh mà ông Huỳnh Uy Dũng đã có cái công trình. Ông bỏ hết cả tiền bạc công sức và cái tâm linh vào cái hình ảnh này. Và chúng tôi hy vọng rằng những cái người nào mà viết những cái bài tiêu cực về ông Huỳnh Uy Dũng
quý vị nên viết lại cái bài đó hoặc là xóa những cái bài đó đi trên. Bởi vì á, một con người có tâm, có tầm và có tình như ông Huỳnh Huy Dũng, chúng tôi xin rất là trân trọng. Còn trong cuộc sống của ông và gia đình ông ra sao thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải bàn tới. Hãy bàn tới những cái gì mà sự nghiệp người ta làm việc ở nơi đây. Cũng như chúng tôi, chúng tôi chấp nhận tất cả lời ông tiếng ve chỉ vì hai cái chữ hòa hợp dân tộc về đất nước. Những người trong nước mà không hòa hợp được với lại nhà báo Nguyễn Phương Hùng thì đừng nói chuyện mà đấu tranh hòa hợp với ai hết. Chúng ta đừng cứ vì tự ái cá nhân, đừng cứ vì cái tôi của mình quá lớn, mà đừng cứ vì tư tưởng của mình rồi lại lên án những người này người kia. Quý vị nhìn thấy dưới này là cá, những con cá rất là to, màu vàng. Việt Nam chúng ta nghe nói quá cá hóa rồng. Và bây giờ rồng thì chúng tôi không thấy, chưa bao giờ nhìn thấy con rồng. Nhưng mà nhìn đàn cá này, quý vị thấy rằng đất nước rất thanh bình. Còn ông Bắc? Cá này cá vàng. Dạ, cá vàng. Bác ở đâu vào đây? Giọng Bắc Kỳ á. Ở Bắc Kỳ. Dạ, Bắc Kỳ, bác ở đâu ạ? Thanh Hóa. Thanh Hóa, à. Em đây là... Thanh Hóa à? Hoa Thanh Táo. Hoa Thanh Quế. Ồ, Hoa Thanh Quế là quê Thanh Hóa. Hoa Thanh bác vào Thanh Hóa vào đây lâu không? Vào đây lâu rồi. Ở đây lâu rồi. Lập nghiệp ở đây. Con cái chắc là lớn hết rồi. Con cái nó có chồng có con. Dạ. Dạ vâng. Thế bây giờ chỉ còn hai ông bà già ông này. Ông mất rồi. Ông mất rồi. Về, ở trong đây với con. Xin lỗi nhắc lại cái chuyện buồn. Thì vui vẻ chứ, gia đình vui vâng, vẻ. Dạ vâng, trông bác rất là khỏe mạnh. Chứ năm nay niên kỷ bao nhiêu? Năm nay là 80 tuổi. 80 tuổi, à, vâng. Em năm nay 71. Dạ, dạ, khỏe. Rồi, cảm ơn bác nhá. Ta cứ khỏe là, sức khỏe là vốn quý. Dạ, sức khỏe là vàng hết. Ở trong này ông Huỳnh Huy Dũng có nói rồi, Đức Phật có nói rồi, là chúng ta cần cái sức khỏe. Ông bà ra đây này, đấy, ra đây đấy. Cá coi, đúng rồi, cá này cá coi. Anh Tôn cũng bảo rồi là khi nào mà cô Hằng về á, thì vợ chồng con mời cô với chú. Đấy. Cùng với gia đình. Vâng, rồi bây giờ mình đi đâu ra ngoài nghỉ mệt ha. Đấy, quý vị thấy rằng người Việt Nam mình rất là tâm linh. Mà những người đã có tâm linh như vậy đó thì không thể nào là những người mà gọi là có cái tâm địa xấu được. Thì cứ đi ra cái chỗ xe buýt hồi nãy đó. Thôi ra, mình gọi cái xe ra thì nó ra nó lấy mình thôi. Bây giờ mình phải chia ra từng giai đoạn. Mình chia ra cái giai đoạn. Mình đi chừng này thôi, lần sau mình về mình sẽ đi chỗ khác thì mình còn gặp được Hải, còn gặp được Hà. Dạ. Đúng rồi, đi cái này không thể ấy được. Đi nguyên ngày chưa hết. Dạ, đi nguyên ngày không hết dạ, được. Đi nguyên ngày chưa hết được. Vâng, thưa quý khán giả, cây sa la được cũng nổi tiếng ở Việt Nam đây. Đây là cây sa la. Nở bông kìa chú. Dạ, trái sa la đang nở bông. Và ở trong chùa Hoành Pháp ở dưới Hóc Môn, chùa Hoành Pháp. Nếu mà cây sa la nó nở bông mà cái bông nó rớt xuống chúng mình là mình sẽ được may mắn. Chùa Hoành Pháp ở Hóc Môn á. Chúng tôi đã được tới chùa Hoành Pháp. Đây là cái bông sa la. Trái này ăn được không chú? Ăn được không chú? À, không biết, chắc là không ăn được này. Nếu mà ăn được thì nó chắc không còn trái nào hết. Chính xác luôn, nếu ăn được thì không còn trái nào hết. Tâm đài nhật nguyệt ân quang chiếu, linh địa giang sơn hỷ khí lâm. Văn bút huy hoàng tam thế Phật, hiến chương tế độ thập phương dân. Vâng, công nhận ông này ông rất là giỏi. Ông làm những câu liễn rất là hay. Nói chung tâm linh ổng cao. Dạ, công rất là cao.
Kính thưa tiên tổ tạ long ân, chào cả tiên long hội giáng trần, tam dựng 4.000 năm diệu sử, biệt thời xin hẹn bước thanh vân, lạc cảnh đại nam văn hiến hẹn bước thanh vân. Tức là tạm biệt đấy. Dạ, nóng dục cái câu mà lấy vật chất làm dạ. Của sẽ rời xa ta rất đấy. Là hay. Dạ. Đại hải thiên lâm, thiên tâm phô nhiệt điện, nam thiên nhất trụ, chỗ liên đài. Vâng, thưa quý khán giả, quý vị chưa bao giờ đi tới đây, và ngày hôm nay quý vị đã cùng với bước chân KBC Hải Ngoại đi thăm một nơi rất là tâm linh. Xin cảm ơn ông Huỳnh Huy Dũng và gia đình. Mình gọi xe chứ. À. Cũng có vòi phun nước. Cấm tất cả các loại xe chạy qua cầu. Vâng, chúng tôi mới có đi một khu rồi mà nghe nói là đây là tất cả là chúng đấy như là 900 hectare. Đây là lưu đồng thiên địa. Quý khách vui lòng không cúng tiền. Thưa quý khán giả, chỗ nào cũng đề là vui lòng không cúng tiền thì như vậy là ông đã nói lên cái tâm nguyện của ông á, tiền bạc. Đối với ông Huỳnh Huy Dũng không là cái điều mà ông dựng lên cái chỗ này để mà làm kinh tế. 18 đền vươn tâm linh nguyện niên niên quốc thái, nghìn tên họ gốc điện thờ cầu đại đại an dân. Rất là hay. Cho tất cả là cái họ tên. Dạ vâng. Tất cả trên thế giới này đều là như vậy. Được bình an như vậy đó. Bên này là con long, bên tay trái chúng tôi là long, bên này là lân. Long quy phổi. Dạ. Dạ, đây là à, con này quy là tứ linh nhà. Dạ, vâng. Đây là dùng tứ linh long. Dạ, long lân quy phục. Dạ, long lân quy phục. Ở đây bác đứng ở đây thì dạ. Bác sẽ quay được toàn cảnh khu vực ở đây, đang đứng ở bốn phía như thế này. Dạ. Dạ. Đây là chuông. Bài sản bệnh nặng lắm này đó. Vâng, thưa quý khán giả, khung cảnh rất là hữu tình, rất là an bình. Thank you.
Và thưa quý khán giả, đây là ba ông Phước Lộc Thọ. Lúc nãy chúng tôi đi vào cửa bên kia không có để ý. Những người nào có cái tinh thần nhân bản, và những người nào có những văn hóa lạc Việt, và những người nào tin vào tâm linh của Việt Nam, thì chắc chắn quý vị sẽ tìm đến những được cái sự giây phút thanh thản ở nơi đây. Đây là ba ông Phước Lộc Thọ. Xe đó là xe của nhà hàng mà. Xe đó xe nhà hàng, nó bảo gọi cái nó tới nó đón. Điểm hồi nãy đứng á. Đúng rồi. Hồi nãy đứng ngoài kia mà. À, đây, đứng ngoài kia. Đứng ngoài kia, đứng bên này đây. Đâu rồi, kia đâu rồi ta? Thấy còn đang xây dựng thưa quý khán giả. Bên kia trước mặt chúng quý vị đang là xây dựng. Hình như nó hay ra đằng trước. Bên kia. Cái khu này đang xây dựng thêm. À, đúng rồi, đang xây dựng đấy. À, hình như là ông đang bỏ dở hả? Sừng sững cột hiên ngang đất Việt, lồng lộng cờ kiêu hãnh trời Nam. Một cái lá cờ của Đại Nam và một lá cờ Tổ quốc. Đây là di tích tâm linh. Nó nhưng mà nó có cái hình ảnh lịch sử. Mà bị lạc chắc chết rồi. À, bị lạc chắc chết rồi, không chết đâu. Bố mẹ sẽ kiếm về mà. Vâng, thì thưa quý khán giả, bây giờ là trưa. À, nắng bắt đầu lên. Và nắng rất là đẹp nhưng mà lại rất nóng. Mà nắng ở Việt Nam là nắng ẩm. Thành ra rất là khó chịu. Trong Phạm xem thấy sao? Cho bác cùng uống nước chừa đây. Dạ. À, nhân tiện đây nói quý vị là đây là bằng đá, thành ra đã có những nơi mà nước nó chảy qua nó đóng rêu, thì quý vị đi nên tránh những cái ba đám nước mà có rêu này, bởi vì quý vị đạp lên nó có thể là nó trơn và té, quý vị sẽ bị ngã ngay lập tức. Đây là Phật Di Lặc ở bên kia. À, đây là bên dưới. Dạ. À, cháu đứng đây cháu nhảy xuống được không? Cái đền á. Dạ thì không được hả? Ờ đúng rồi, ok đúng rồi. Rất là đẹp. Ra cổng liền anh. Rất tiếc rằng mình không được vào trong đó. Mà nếu mà được vào trong đó thì cũng không có thời giờ để đi vào. Nghe lời mày, mày lộn chỗ, mày lộn đường nè ông ơi. Lộn đường rồi. À. Lộn rồi. Không, mình ra đây nè anh nè. Cổng bên này nè. Đây mình còn đây nè. Ra cổng đó là đi ra đó, đi. À, đây là đi, đó. Đúng rồi, cái cổng lúc nãy đây nè. Là cổng vô hồi nãy mình. Cổng vô cái ra ngoài cái kia xe nó động ngay kia, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, Hải nó nói đúng rồi. Ủa nãy tao thấy cái này đâu ta? Dạ lúc nãy mình đi vào bên kia. Mình đi vào thẳng cổng kia, đi vào Phật Di Lặc nhớ không? Đây là mình lấy nguyên vào còn mình ra bên kia các bạn. Trời ơi. Nó não nặng lắm rồi. Đây khu này là khu mới thành lập. Đấy, đang xây dựng thêm đó. Đúng rồi. Hải hỏi nó có cầm cờ ra cho mua kỹ không mà nó có xin biết à. À đúng rồi. Quý vị rằng thấy là rất là đẹp. Đây mà để cho chú tham quan thì phải một ngày.